Trả lời kênh của Duy Thái thì Duy Thái xin chào cả nhà luôn. Đầu dịp cuối năm 2022 sang năm 2023 thì Thái xin kính chúc cả nhà có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ luôn cả nhà ơi. Thì bữa giờ nhà Thái cũng có một số việc cho nên Thái không có ra video thường được. Thì hôm nay sẵn dịp thì Thái cũng lãnh lương YouTube cả nhà. Cũng gần tới lương YouTube thì cái vỏ ở đây nó ồn quá, chị nghe không được. Thấy lãnh tiền lương YouTube ra thì thấy làm một cái gì đó cũng ý nghĩa trong năm nay cả nhà ơi. Tại vì cuối năm rồi thì thấy rút cái tiền lương YouTube tháng này ra thì cái tháng rồi thì cả nhà thấy có đề xuất là cái lương cũng cao nhất luôn là được 800 đô. Thì cái tháng 1 này thì Thái đang bị mắc đề xuất cho nên nó chỉ còn có 100 ngoài đô à. Thì 2 tháng cộng lại được 900 đô thì Thái rút hết cái tiền đó ra để mà Thái mua một tấn gạo với một số quà nhỏ nhỏ để mà tặng cái những cái người nghèo khổ ở trong cái xã của Thái á, là những cái hộ nghèo quá nha. Thì bây giờ Thái đi mua gạo luôn. Rồi cả nhà theo chân mình nha, thì mình sẽ tặng là 50 hộ dân hộ nghèo, mỗi một hộ là được tầm 20 kg gạo quá nha. Thì cái khả năng của Thái thì chỉ giúp được bao bao nhiêu đó thôi. Chứ hôm bữa là Thái dự định là Thái sẽ giúp hết luôn cái hộ dân ở trong xã của Thái, nhưng mà Thái hồi sáng Thái có điện cho ra cái chú mà chủ tịch xã cả nhà. Thì Thái hỏi chú là nó tới đâu hơn 300 hộ dân nghèo. Thì Thái hỏi tới cái lúc đó thật sự là nó cũng chạnh lòng cả nhà, tại vì Thái tưởng đâu một cái xã của Thái á chỉ có vài hộ thôi, tầm khoảng 20-30 hộ nghèo thôi, nhưng mà Thái không ngờ Thái ra Thái điện Thái hỏi tới 300 ngoài hộ nghèo. Thì thật sự là Thái giúp không hết được, Thái chỉ giúp được 50 hộ thôi, tại vì giúp thì cũng phải cho nó ăn qua được cái Tết, tại vì mình chỉ giúp được một người 20 kg thôi là được 50 hộ. Thì bây giờ bắt đầu mình đi mua gạo luôn cả nhà. Thì cả nhà mời cả nhà theo chân của Duy Thái nha. Thì bây giờ mấy anh cũng đang giao gạo tới ủy ban xã cho Thái nè. Đây là một đúng một tấn á anh. 50 bao. Món bao anh vô cho em rồi là 50 kg đó, ấy 20 kg đúng không? Đầy một xe tải luôn. 10 kg coi có ai có. Dạ. Dạ là tặng thêm 10 kg. Dạ ok anh. Đây là ảnh giao cho Thái một tấn nè. Bây giờ trong đây là ủy ban xã. Thì bây giờ Thái vô ủy ban cái hỏi cái kho chỗ nào. Cái kho chỗ nào để mà mình bỏ cái gạo vào kho. Rồi sáng mai để mình phát cho người dân. Đây là anh Bình. Anh Bình sẽ mở cái kho ra để mà cho Thái để gạo vô để sáng mai mình phát cho người dân. Anh điện cho những anh ấp rồi giùm em đúng không anh? Rồi điện thông báo về xét hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Anh chỉ cái đường cho xe tải vô giùm em luôn anh Bình ơi. Đây là em Phúc, để mà chút xíu giác tiếp mấy anh em mình vô trống. Bên đây có em Được. Dạ. Đây, một tấn gạo của Thái đây. Dắt vô hội trường. Bên đây anh ơi. Mỗi người mỗi bao dắt vào hội trường để trong đây để mà sáng 7 giờ sáng thì Thái sẽ
phát cho những người dân. Dạ. Cái đây bỏ đại tập hội trường. Điên bao nhẹ giá 2 bao đi anh. 2 bao không? Gì nữa vừa nhua người đi rồi. Bao nhẹ thiệt chứ. Bao nhẹ vậy? Bao nhẹ. Đù. Ô. Nhẹ. Nhưng là liên tục liên tục quá nhiều người đi mà có người chắc à, à thấy giờ đây rất là mong đợi tới sáng mai để mà mình phát cho những người dân đấy nha. Bây giờ thấy tắt máy quay thấy giác tiếp anh em luôn. Và đây là 51 túi gạo, mỗi một túi nó là 20 kg đó nha. Đây là 1 tấn lẻ ký nha, 1 tấn lẻ 10 kg. Đây là tất cả đều là hỗ trợ cho những hoàn cảnh hộ nghèo khó khăn đó nha. Này là như 300 hộ, hơn 300 hộ thấy nhờ anh Bình nó làm trong xã nè, là lọc ra những người mà khổ nhất trong 300 người đó nha. Và thấy chỉ được bao nhiêu đây thôi. Rồi năm sau á thấy và mang có khám khá hơn á thì thấy sẽ quyên góp đủ luôn cái nhà ấy. Thì cái nhà có cần mua đến mật ong á thì liên hệ với Thái luôn, tại vì Thái là Thái chỉ buôn bán mật ong thôi. Đó, số điện thoại Thái có để trên góc phải góc trên hình video á nha. Và bây giờ thì Thái đợi đến sáng mai để mà gặp những người dân đó nha, thấy đang nô nức quá. Bây giờ thì cũng tầm khoảng 7 giờ sáng ngày 29 đó nha, thì Thái đang có mặt ở ủy ban xã, thì Thái còn đang đợi bà con lại. Chút xíu nữa Thái sẽ lên đó Thái thắp cây nhang cho bác. Thì cái tiền lương YouTube đó cả nhà, thì tháng rồi Thái được 800, với tháng này Thái được 100 nữa. Thì có cái tấm hình Thái ghim lên đó cả nhà, thì mà 800 thì không phải là Thái ăn lương của mình nên Thái chia cho ba anh em là em Đăng, em Được với em Phúc, là mỗi một người mỗi tháng 6 triệu, là ba người hết 18 triệu của nhà, là Thái hầu như là cái tiền lương YouTube Thái không còn luôn, là Thái chia hết cho những anh em đi làm chung với Thái. Còn cái lợi nhuận mà để Thái làm như hôm nay á là từ Thái bán mật ong ra cái nhà, chứ thật sự mà cái tiền lương YouTube nó ít lắm, tại vì có mấy trăm đô à, 800 đô thì mình trừ thuế Hoa Kỳ đồ này kia ra hết 30% thuế Hoa Kỳ nữa thì Thái còn có mười mấy triệu à. Có những tháng Thái mắc bù tiền nhà vô để Thái trả tiền lương cho anh em nữa, chứ rồi khi mình ăn uống này kia đó, ăn uống đi đứng rồi đủ chi phí hết, nhưng mà cái tiền lương của anh em là Thái sẽ bù vô. Còn cả nhà có yêu mến Thái á thì mua giúp đỡ Thái một giọt hay giọt mà không cũng được. Thì cả nhà có cần mua mà ông gừng nguyên chất hoặc là những tổ ông mà còn nguyên cái bầu mặt từ cái gừng bắt về á, thì cái nhà liên hệ với Thái luôn, số điện thoại của Thái để trên góc phải góc trên mình video á nha. Thì bây giờ thì Thái lên Thái thắp kia một cái nhang cho bác luôn á nha. Mấy anh em hồi lên thắp nhang cho bác luôn.
Bây giờ con điểm danh tên bà con, ai có tên lên tiếng đây con đánh dấu nha. Ấp 1 nha, Hồng Văn Đạo có chưa? Chưa. Nguyễn Phú Sinh, Quỳnh Việt Dũng. Có đánh dấu. Hai Văn Tính. Có. Trần Văn Tuấn. Tiến Văn Thiên. Nguyễn Văn Dũng. Ở Nhân Mãi. Có. Nguyễn Thị Việt. Trương Trúc Ly, Lê Văn Thâm, Lê Văn Toán, có. Trần Trọng Hữu, có. Mai Văn Còn, Nguyễn Văn Út, có. Ấp ba nha, Đặng Thị Thâm, ấp ba đó, nhà đó chứ, ấp tư ấp ba. Nguyễn Trung Chánh, có. Hồ Văn Tây, Cao Thị Nam, có. Hậu Tây đang ra. Lê Văn Lộc, có. Lê Văn Chương, Võ Văn Lợi, Thi Bích Hoa, Dễ Tú Phương, Trần Thị Thúy, ấp tư, Nguyễn Văn Miền, Dương Văn Thân, Danh Ngọc Quyền, Bùi Văn Ốm, Trần Văn Trường, ấp 12, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Thị Bảnh, Trần Thị Chính, Nguyễn Văn Đan, Nguyễn Văn Dũng. Nguyễn Văn Dũng có chưa? Ấp 16. Nguyễn Thị Ngọc. Ngọc này để tròn đi ha. Ba ra nổi đâu. Nguyễn Út 10, Dương Út 10. Bây giờ thì anh Bình đang thống kê cái số người dân có lợi đến đủ chưa, chút xíu nữa thì những ai thiếu thì mình sẽ đi những cái phần quà mình mang đến tận nhà nghe nha. Thì bây giờ đợi chút xíu nữa mình qua bển mình phát luôn. Còn thiếu nhiêu vậy? Đi đâu? Hả?
Sơn, tại vì những cô chú ở đây có những hộ là không có xe đi luôn, là chỉ ra đi xe ôm thôi, nhưng mà ra bao gạo thì có hơn 200.000 à, nhưng mà đi xe ôm ra thì tốn cũng cả 100.000 à. Thì mấy anh em ở đây thì chút xíu nữa thì mình sẽ đem gạo đến tặng nhà luôn nha, tại vì không phải, tại vì người ta không có xe đi, có những hộ là ở trong đồng sâu xa rồi thì không có giỏ chạy được luôn, chỉ đi xuồng thôi. Cô đau lắm, tôi con đưa cô về luôn. Ra rồi. Dạ. Chị đây ông nói gì chốt? Dạ thì chích lại cổng cái cây cái anh vô nhận đi.
gì đó. Rồi thì Duy thấy cũng xin kết thúc video luôn cả nhà. Thấy chú ở nhà có năm mới an khang thịnh vượng, nào vạn sự như ý, tỷ sự như mơ nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Rồi cả nhà cùng đón xem phần 2, phần mà mấy anh em mình sẽ đi giao từng bao gạo đến tận hộ dân. Nói chung là những cô chú ra được tới đây nhận là còn khỏe, còn những cô chú mà ở nhà không có phương tiện đi, hoặc là ở nhà mình ên, hoặc là những như kiểu bị tai nạn rồi này kia đó, thì có những cô chú cụt tay cụt chân nhiều lắm thì không có ra tới đây được, thì chút xíu nữa mình sẽ vào đó, thì cả nhà đón xem phần 2 vào video ngày mai cả nhà.